nhưng thực sự cần thiết để hiểu áp dụng đúng đắn luật của Đức Thế Tôn đã chế định. Rồi. Tại Việt Nam, phần lớn các chùa Theravada có lối tụng kinh, đọc kệ ngâm nga, luyến láy kéo dài câu từ. Con có hỏi vài vị sư thì câu trả lời là thứ nhất, Thái Lan, Sri Lanka cũng đọc như vậy hoặc hơn như vậy. Thứ hai, lệ như vậy. Thứ ba, hỏi điều này có thể có những tâm bất thiện và tạo nghiệp. Các lễ lớn đôi khi có phát các bài nhạc, ví dụ như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc Nam Mô Tát Xá, vân vân, được ký xướng âm và hòa âm với nhiều nhạc khí như một bài nhạc thực thụ, thường được gọi là nhạc đạo. Người cư sĩ, sư cho hỏi, người cư sĩ có được phép để tâm và đặt câu hỏi về vấn đề này hay không? Con cần tác ý và sám hối với tăng đúng pháp như thế nào? Có điển tích nào đề cập đến việc Đức Phật tán dương chấp nhận hoặc cấm kiểu tụng đọc kệ, đọc kinh kệ hoặc hát với nhiều âm sắc hay không? Quý vị thấy là khi mà sư mới bắt đầu á, sư nói với quý vị cái gì? Trước khi bắt đầu buổi vấn đáp ngày hôm nay, mời quý vị chắp tay chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tát Xá Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Sư đang đọc không quý vị? Chứ sư không có tụng. Và sư cũng thấy đúng là đây là một cái vấn đề. Nó như thế này, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, Đức Thế Tôn khiển trách và rõ ràng là cấm cái việc là tụng đọc kinh kệ theo lối ngâm nga, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên nó có một cái mở, mở đó là gì? Đó là khi thuyết pháp. Tại vì có vị tỳ kheo khi thuyết pháp á, thì nói, đương nhiên nói thì giọng nó sẽ lúc có lúc bổng lúc trầm, thì vị tỳ kheo đó mới hỏi Đức Thế Tôn, bởi vì rất là ái ngại khi thuyết pháp. Thì Đức Thế Tôn nói khi thuyết pháp á, thì có thể nói với giọng bổng và giọng trầm, tức là có thể luyến lấy cái giọng, nhưng với điều kiện là vị đó không có suy tư rằng là tôi ngâm nga cái bài pháp, thì đó là được. Chính bởi vì như vậy đó, nếu như mà khi các sư mà giảng pháp thì nói thì không thể nào quý vị nói bắt các sư phải nói thuyết pháp với giọng đều 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 được nha, mà nó khi nói chuyện thì nó phải có lên có xuống, đó là chuyện đương nhiên. Còn khi mà tụng đọc thì có một vấn đề như thế này, nếu như mình nói là đọc á, nó cần phải có sự thống nhất về tốc độ và âm điệu. Đây là cái nhu cầu tất yếu thôi. Nếu mình đọc mà tự mình á, mình muốn đọc sao đó thì đọc. Thậm chí ở trong luật á, là có vị tỳ kheo cái giọng vị đó như con quạ vậy. Cái kiểu mà tuyên ngôn tăng sự á, sư xin lỗi nha, cái câu mà Suna tu me phần tê săn khô, cái câu mà bắt đầu là tuyên ngôn tăng sự, thì vì đó cái giọng vì đó đọc như con quạ, và vì đó rất ngại và nói với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như thế này: điều quan trọng là ông hãy đọc cho nó rõ ràng để người khác có nghe được ông đang đọc cái gì, điều đó là điều quan trọng. Còn cái chuyện mà mình thứ nhất là tụng kinh, thứ hai là tuyên ngôn tăng sự, mà mình cứ ú á ớ rồi mình cứ lên bổng xuống trầm, là bản thân sư là sư chống. Sư nói thẳng, sư không đồng ý cái chuyện đó. Nhưng mà như vậy nè, cái chuyện mình giữ giới nó là giữ cho mình chứ không phải giữ cho người. Người ta có giữ hay không thì đó là chuyện của người ta. Như sư nói với quý vị, không có nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm, không nên nói dối, không nên uống rượu. Nhưng mà quý vị có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì sư cũng không có nói cái gì. Bởi vì đó là quyền quyết định của quý vị. Mình biết giới rồi mình có giữ hay không thì đó là chuyện của mình. Và người ta có giữ hay không là chuyện của người ta. Mình tránh cái thái độ là mình học được một tí xíu về giới đó, rồi mình cứ cắn chết một cái là mình cứ đem cái đó đi đâu rồi mình áp cái đó để mà mình so, giống như mình chỉ có một cái thước 10, gọi là 10 phân 10 cm,
Rồi mình cứ đem cái đó đi, mình đo hết tất cả mọi thứ chỉ bằng 10 cm thôi. Mà ai mà cao hơn là mình cắt, ai thấp hơn là mình kéo. Thì đó là sư nói là một cái kiểu tật nguyền, không có nên. Sư nói là để sư mở rộng ra một tí, là bởi vì rất nhiều người á, sư thấy không chỉ đơn giản là nói về cái chuyện mà ngâm nga như thế này, mà rất nhiều những cái giới nhỏ nhặt khác họ cắn chặt, họ không buông. Thì sư thấy rất là lạ, nó giống như họ chỉ biết được có một giới đó thôi, và họ đi đâu họ cũng chỉ lấy đúng một giới đó, họ áp vô các ông thầy tu. Thì đối với sư thì đó là chuyện không có nên đó. Bây giờ quý vị hỏi, thì nhắc tới còn một cái chuyện là bây giờ tụng thì như sư nói nó cần phải có sự thống nhất về cái tốc độ và cái âm lượng. Không thể nào á mà 2 ông sư, 10 ông sư, 100 ông sư cùng tụng một bài kinh, mà một ông á thì tụng nhanh, một ông tụng chậm, một ông thì tụng cao, một ông tụng thấp, một ông tụng lớn, một ông tụng nhỏ, thì nó mất đi sự trang nghiêm. Chính bởi vì như vậy cho nên là chúng ta cần có một cái tông nó giống nhau và một cái tốc độ giống nhau. Cho nên á, mặc dù bây giờ nè chỉ một mình sư thì sư sẽ là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa, sư đọc rõ ràng. Nhưng khi sư tụng chung với các sư thì sư bắt buộc phải Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa, Nam Mô Tassa Bhagavato. Nó là như vậy đó. Mình gọi là nó gọi là cái nhu cầu bắt buộc thôi, phải có một cái tông và một cái tốc độ nó giống nhau để mình có thể hòa được với nhau, chúng ta gọi là hòa âm. Cho nên là chúng ta phải phân biệt cái nào á là nó nên và cái nào nó là không có nên. Rồi không biết về cái vấn đề nhạy cảm này hai vị có ý kiến gì không? Mời sư chánh tâm trước đi. Cái này trả lời ngắn thôi, là riêng với tổng thân chúng tôi không không làm vậy, còn ai làm chúng tôi không biết, đơn giản mình không làm cho mình hết. Chứ còn này đi nhìn ta đi coi ở ngoài người ta tụng á, thì là 9 người cũng tụng 10 kiểu luôn, cho nên không có nói. Mà hỏi tôi á, hỏi là sư ơi sư có tụng kiểu vậy không, thì nói tôi đọc à. Còn hỏi quý vị nói vị sư này chùa A này chùa B này, vị sư A vị sư B này tụng vậy, tôi mặc kệ, không quan tâm, không quan tâm. Tại Phật dạy giới luật là để mình giữ cho mình, chứ không phải để mình đi làm công an ha, không phải đi mình đi làm công an hình sự để mình bắt ông này ông nọ. Phật dạy luật để mình tự mình giữ cho mình. Quý vị đừng có mượn luật để quý vị làm cảnh sát. Còn nãy sư anh tệ có nói một vấn đề là đúng, là tâm trạng chúng tôi nghĩ mấy vấn đề là có một số người họ đi gọi là họ canh cho người ta phạm đó, người ta phạm những cái giới đó, những cái giới đang cái giữ tiền hoặc là cái vấn đề về này nọ nó nhỏ nhặt, rồi họ cắn chặt vô đó, và họ cứ ai phạm cái đó là giống như là không đội trời chung với họ vậy, ông đội chơi chung. Thực ra khi mà mình học chú luật mình không hiểu là tội nào quả đó, rồi tội nào quả đó. Một vị sư mà bất công trụ thì họ đi ra dọn tụng thôi, đâu có gì nữa để nói. Ở đây luật Phật đã, xin thưa quý vị, luật Phật đã xử rồi, Phật đã đưa ra cái hình thức xử phạt hết rồi, cho nên mình làm ơn mình đừng có giúp chư tăng, mình đừng có giúp đi tăng xử thêm nữa, thì mình đưa ra hình thức phạt mới cho mình, cho quý vị đó. Còn ở đây đây nói là hỏi điều này mắc nghiệp, làm gì mắc nghiệp, có lại sai nữa. Còn cái này là nó lại là truyền thống gì không lệ, cái lệ như vậy rồi. Thì chính thưa nếu cái lệ mình nghĩ cái lệ như vậy, giờ chùa nào có cái lệ ăn chiều là mình lại mình tu mình ăn chiều luôn nha, đơn giản vậy đó. Cho nên đối với tiền nhân, đối với người lớn mình hòa đồng chứ đừng hòa tan.
cái nào đúng mình học, cái nào sai, cái nào sai mình đừng học. Chứ không phải mình cứ thấy vị lớn hay là mình thấy chùa cái nơi một cái đa cái đề mà cái mình cho rằng đó thông lệ, đúng là thông lệ chịu thôi, nhưng mà chính bản thân mình phải tách ra, mình phải tách mình ra, chứ nếu không mình hòa tan, mình hòa tan vậy quý vị, nó nhỏ nhặt, cái đề nhỏ nhặt, nhưng mà lỡ ví dụ như bây giờ mình lỡ ai mình sanh vào thời kỳ giáo pháp mà ở cái thời điểm xưa tàn nữa thì mình cần dữ dằn hơn nữa, mình có phải có một cái tính kiến để mình biết được mình không làm là để do bản thân mình, còn ai làm mình không 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 dạy được, không dạy được, mình không có trách nhiệm. Chừng nào đệ tử mình nó, mà đệ tử mà nó lỡ mà nó không nghe lời thì mình cũng nín luôn. Cho nên với vấn đề mà nhạy cảm về giáo luật thì nó ghi một câu tự giữ hết, đừng nhìn ai hết á, nhắm mắt tu thiền, nên nhắm mắt đi. Chứ còn mình cứ nhìn chùa này chùa nọ rồi vị này phạm cái kia phạm là mình sống nổi đâu. Thì một điều nữa là những cái gì mà quý vị bắt cái gì bắt tội mấy ông sư, ví dụ giới phải giữ giày nào ông giữ, tôi không giữ ý, thì quý vị được quyền tại vì không cản, nhưng mà quý vị nên chép cái đó vào bản vàng, sau đó quý vị cất vô tủ kính chân đó, đợi khi nào mình tu mình lấy ra thử coi mình làm được hay không. À, xin mời Đức Hạnh Tuệ ở Đức Tư Tường ạ. Mất tiếng rồi. Dạ, nghe rồi, nghe rồi. Dạ, hai Đức trình bày câu trả lời cũng khá đầy đủ rồi, cho nên chắc xin lướt qua câu hỏi này.